Đội tiếp sức mùa thi của Thành đoàn thành phố Bà Rịa gồm hơn 40 chiến sĩ là những đoàn viên thanh niên học sinh đến từ các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Các chiến sĩ này vừa được tập huấn tăng cường những kỹ năng phục vụ hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Tại buổi tập huấn tăng cường những kỹ năng phục vụ hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022, Thành đoàn thành phố Bà Rịa thông tin những nội dung nhiệm vụ, cung cấp các chuyên đề kỹ năng phương pháp phối hợp tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình huống khẩn cấp cho các chiến sĩ tình nguyện. Đây là lớp tập huấn thứ hai được Thành đoàn Bà Rịa tổ chức sau lớp tập huấn những kỹ năng cơ bản tiếp sức mùa thi đã được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2022. Từ chiều nay đến ngày 8 tháng 7, các chiến sĩ tiếp sức mùa thi của Thành đoàn thành phố Bà Rịa sẽ phân công phối hợp với các đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ tại hai điểm trường, Trung học phổ thông Bà Rịa và Trung học phổ thông Châu Thành tại địa phương.